bạn đang nghe truyện audio Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, kênh MC Annie, chương 424, bi kịch Ni Khắc Tùng. Cái này, đái mỗ đặc trưởng lão rõ ràng là thất bại rồi mà. Chúng ta không có nhìn lầm. Hồ về bên cạnh của Kiệt Tư Đại Sư lại là thất giai trùng cấp Hoàng Linh Sư đấy. Ây à, đây là tình huống gì? Không có khả năng. Đúng là không có khả năng mà. Chiến đấu phát sinh trên không trung của phủ đệ Khang Tư gia tộc sớm đã hấp dẫn sự chú ý của vô số dân chúng của hỗn loạn tri thành. Vào lúc đái mỗ lạc gào thét, ngực đầm đìa máu tươi, thì dân chúng bên dưới đều mở to mắt, lộ vẻ kinh hãi. Tuy bọn họ hết sức bất mãn với hành động của bội lôi gia tộc, nhưng chưa từng nghĩ tới đại trưởng lão đái mỗ lạc sẽ bị thua. Đái mỗ lạc là ai? Là một trong tam đại thần thoại của hỗn loạn trì lĩnh, trụ cột tinh thần của bội lôi gia tộc, là nhân vật đỉnh cấp, thất giai trung cấp Hoàng Linh Sư. Trong lòng một số dân chúng của hỗn loạn tri thành, đây chính là đại biểu tối vô địch của hỗn loạn trì lĩnh. Nhưng sao bây giờ lại thất bại dưới tay hộ vệ của Kiệt Tư Đại Sư? Thất bại lại còn một cách triệt để, không chút nghi ngờ. Tất cả mọi người bên dưới đều chấn kinh, khó có thể tin tưởng. Vào lúc mọi người bên dưới đang sững sờ, thì theo tiếng quát của đái mỗ lặc, Văn Sâm Đặc cùng Ni Khắc Tùng đang bay trên không trung lập tức biến thành hai đạo lưu quang nhắm thẳng về phía Kiệt Sâm. Lôi cường hãn vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn, để hoàn thành kế hoạch cần phải bắt Kiệt Tư mới có thể giảm bớt áp lực của đại trưởng lão. Bọn họ cũng hiểu ý nghĩa tiếng thét của đại trưởng lão. Sau lưng của Kiệt Sâm khai triển cặp cánh lôi quang điện, trong tiếng dòng điện lưu chuyển, Kiệt Sâm không chút do dự bay thẳng tới chỗ của lôi nặc cách đó không xa. Đây là phi hành linh kỹ. Văn Sâm Đặc cùng Ni Khắc Tùng kinh ngạc rồi sắc mặt lại càng âm trầm. Át chủ bài Kiệt Sâm càng nhiều càng khiến cho bọn hắn càng thêm kiêng kỵ. Bất quá, kinh ngạc mặt kinh ngạc, tốc độ của hai người không hề chậm lại. Hai đạo lưu quang trên không trung chuyển hướng vẫn nhắm thẳng vào Kiệt Sâm, hùng mãnh lướt đến. Hai các người đúng là muốn chết à? Cách đó không xa, lôi nặc bất chấp đái mỗ lặc chuẩn bị có hành động, trong tiếng quát đã nhanh chóng ngưng tụ lại hai thanh cự kiếm kim sắc chém vào hai người. Để ta chặn công kích, Ni Khắc Tùng bắt lấy tên tiểu tử kia. Vân Sâm Đặc mắt đỏ ngầu, gào thét, hào quang hỏa hồng sắc bỗng nhiên ngăn lại hai thanh cự kiếm. Hai người bọn họ cũng biết rõ, chỉ cần bắt lấy Kiệt Tư mới có thể áp chế lôi. Nếu không, dưới tình huống đại trưởng lão bị trọng thương, dù cả ba người bọn họ đều liên thủ, đoán chừng cũng có thể ngang tay. Vân Sâm Đặc hoàn toàn rừng rực hỏa diễm lập tức va chạm với hai thanh cự kiếm. Năng lượng cực lớn kích động tán loạn, tạo thành một vòi rồng linh lực quanh thân thể của Vân Sâm Đặc. Khuôn mặt của Vân Sâm Đặc lập tức đỏ bừng lên, rên lên một tiếng trầm thấp rồi bay ngược lại mấy chục mét như một quả bóng. Xú tiểu tử, nhìn ngươi còn chạy đi đâu. Ở một bên khác, Ni Khắc Tùng đã tới sau lưng của Kiệt Sâm, lộ vẻ dữ tợn. Chủ trưởng phiên động, linh lực trong hệ thanh sắc tung hoành bốn phía, nhắm ngay vào Kiệt Sâm chộp tới, mang theo tiếng gió gào rít. Thiểm lôi chi dực của Kiệt Sâm nếu đạt tới ngũ giai tông linh sư thì không kém thất giai thấp cấp thấp Hoàng Linh Sư là bao nhiêu, nhưng hôm nay mới chỉ là tứ giai cấp thấp Thiên Linh Sư, nên đối mặt với phòng hệ Hoàng Linh Sư Khắc Tùng thì có tốc độ nhanh nhất trong linh sư cũng là cùng giai thì dĩ nhiên là khó thoát. Xa xa trên bầu trời, vào lúc Ni Khắc Tùng sắp bắt được Kiệt Sâm thì Kiệt Sâm đang bay với tốc độ cao, chợt quay đầu. Ba đạo linh hoàn kim sắc nhanh chóng từ đỉnh đầu của Kiệt Sâm xông ra, lơ lửng bên trên. Đồng thời một đầu hư ảnh linh thú khủng bố có một chủ đầu và chín đầu nhỏ xuất hiện, lạnh lùng nhìn vào Ni Khắc Tùng. Đặc biệt đầu nhỏ như máu mặt người chính là giữa con đồng tử huyết sắc như tu la ác quỷ tới từ địa ngục, nhìn vào khiến người ta sinh lòng sợ hãi. Hả? Cái đồ vật quỷ quái gì thế này? Ni Khắc Tùng không hỏi cả kinh. Một đạo sóng tinh thần hư vô trực tiếp áp vào đồng tử của Kiệt Sâm bắn ra, chui vào thân thể của Ni Khắc Tùng. Ni Khắc Tùng đang phi hành cao thấp, lập tức chấn động, hai mắt thoáng chốc đờ đẫn, không hề có linh khí. Bất quá vẻn vẹn một khắc thì hắn đã khôi phục thanh tỉnh. Cấp bậc hai người thực sự là chênh lệch quá lớn,
Hơn nữa thất giai hoàng linh sư thuộc về chức nghiệp giả đẳng cấp cao, đã bắt đầu tiến vào cảnh giới luân đề cao. Trên phương diện tinh thần cũng hơn lục giai tôn linh sư, bởi vậy linh hồn chấn nhiếp của Kiệt Sâm chỉ có thể quấy nhiễu đối phương trong nháy mắt. Bất quá, nháy mắt này đã hoàn toàn đủ với Kiệt Sâm. Một thanh trọng kiếm hắc sắc đột nhiên xuất hiện trong tay của Kiệt Sâm. Hào quang linh lực hỏa hồng sắc lóe lên, tức thì đạo kiếm sắc linh hoàn rung động, trọng kiếm hắc sắc bổ vào Ni Khắc Tùng. Xú tiểu tử, người không trốn đi còn dám động thủ với ta, quả thực là muốn chết. Tuy không rõ lúc trước đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn lên linh lực chấn động trên người của Kiệt Sâm mới chỉ là tứ giai thiên linh sư, lại dám động thủ với mình. Ni Khắc Tùng cười lạnh, không hề để ý, chỉ xuất ra giải pháp phòng hệ linh lực, vẫn tiếp tục chụp tới vai của Kiệt Sâm. Trọng kiếm của Kiệt Sâm trực tiếp oanh kích vào lồng ngực của Ni Khắc Tùng. Ni Khắc Tùng cười lớn, công kích linh lực tứ giai thiên linh sư phóng xuất đối với thất giai hoàng linh sư mà nói, quả thực như gãi ngứa, không hề tổn thương. Nhưng sau một khắc, sắc mặt của hắn lại thay đổi. Trong cảm giác của Ni Khắc Tùng, linh lực tứ giai của trọng kiếm trên ngực dồn dập như từng đợt thủy triều. Cường độ oanh kích lúc đầu mới chỉ là tứ giai linh lực, sau một khắc lại đột biến đến ngũ giai linh lực. Càng làm cho Ni Khắc Tùng giật mình là đạo oanh kích thứ hai còn chưa chấm dứt, thì đạo linh lực thứ ba lần nữa ầm ầm nổ bung. Một đạo linh lực cuối cùng này bỗng nhiên tăng vọt đến cường độ lục giai linh lực. Nếu như Ni Khắc Tùng sớm có phòng bị, lục giai linh lực tuy cường đại nhưng cũng không tạo thành bao nhiêu tổn thương với thất giai cấp thấp hoàng linh sư. Nhưng vì nóng lòng bắt được Kiệt Sâm mà lúc trước không hề để ý về công kích, chỉ xuất ra một tầng áo giáp linh lực đơn giản. Sự chủ quan của hắn lập tức phải trả giá nặng nề. Linh lực cường đại ầm ầm nổ bung bên ngoài thân thể của hắn, áo giáp linh lực lập tức tán loạn, sắc mặt hắn tái nhợt, trường bào vỡ vụn, rên lên một tiếng. Vốn với thực lực của Kiệt Sâm, dù thi triển lực tiễn tam trọng, cũng căn bản không có khả năng gây bao nhiêu tổn thương đối với Ni Khắc Tùng, nhưng hắn lại quá khinh địch. Kiệt Sâm hiện giờ đang đạt đến tứ giai cấp thấp thiên linh sư, uy lực tầng thứ nhất của thượng diễm tam trọng có thể so với một kích toàn lực của một tứ giai trung cấp thiên linh sư. Tầng thứ hai càng đạt đến ngũ giai trung cấp tông linh sư. Về tầng thứ ba, đạt đến một kích toàn lực của lục giai trung cấp tôn linh sư. Còn may là tuy khinh địch, Ni Khắc Tùng vẫn kịp thời tạo thành một tầng áo giáp linh lực. Nếu không, chỉ bị thương râu ria mà trọng thương cũng có khả năng. Tốt, rất tốt, xú tiểu tử, lão phu đã coi thường ngươi. Ni Khắc Tùng hùng dữ ngẩng đầu, khuôn mặt già nua trở nên cực kỳ dữ tợn. Kiệt Sâm công kích khiến hắn chịu thiệt thòi, giận dữ quát lớn, suýt mất đi lý trí. Tại hỗn loạn chi thành, vô số dân chúng thấy đường đường thất giai cấp thấp hoàng linh sư muốn bắt một tiểu tử chưa đầy 20 tuổi, chẳng những không thành công, ngược lại còn bị tiểu tử kia cho vào bẫy, quả thật là quá mất mặt. Vừa rồi là kiểm soát cực hạn linh hoàn à? Là tam đạo cực hạn linh hoàn, ta cũng nhìn thấy. Cái hư ảnh về linh thú thì là gì? Là khủng cụ huyễn yêu à? Đám người nhao nhao nghị luận. Ni Khắc Tùng phẫn nộ, nhanh chóng điều khiển linh lực đang sôi trào, ngẩng đầu xem Kiệt Sâm đang ở đâu. Nhưng nghênh đón hắn lại một là kiếm quang kim sắc hàm chứa kinh khí sắc bén. Kiếm quang kim sắc như một đạo lưu tinh lập tức tới trước mặt của Ni Khắc Tùng. Không tốt! Hắn biến sắc, thân hình hóa thành một đạo gió xanh, nhưng kiếm quang vẫn nhanh như chớp chém trúng eo phải. Thân hình của hắn chấn động, sắc mặt trắng bệch, eo phải bị chém trúng chảy máu ồ ồ. Ni Khắc Tùng rất nhanh đem một lọ dược tề trị thương rót vào vết thương, linh lực lưu chuyển nhanh chóng khép kín miệng vết thương lại. Ni Khắc Tùng tuy biểu hiện thoạt nhìn bình yên vô sự, nhưng kìm hệ linh lực cực lớn đang tàn phá cơ thể hắn, hắn nỗ lực cực lớn mới có thể bài trừ. Nhưng như vậy đã đủ để Kiệt Sâm cùng với Lôi Nặc tụ hợp lại với nhau. Tiểu tử thối! Ni Khắc Tùng nghiến răng nghiến lợi, đành bất đắc dĩ tụ hợp với Vân Sâm Đặc và Đái Mỗ Lặc. Trên bầu trời, một bên hai đạo nhân ảnh, một bên ba đạo nhân ảnh giằng co, khí thế áp người, tựa như sắp dấy lên mưa to gió lớn. Hết chương 424, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh MC Annie.
Chương 425, Đỉnh Phong Dược Tề. Bên dưới, Cam Đạo Phu cùng Thái Sâm há mồm xem hết thảy, chỉ biết cười khổ. Nếu hỏi trong hỗn loạn chi lĩnh, ai quen thuộc nhất với Kiệt Sâm cùng với Lôi Nặc thì chính là hai người bọn họ. Nhưng hai người không thể nghĩ ra, Kiệt Tư cùng với Lôi phảng phất như hai vực sâu không đáy. Dù hai người đã có lúc cho rằng hiểu rõ đối phương, thì thực lực mà đối phương biểu hiện vẫn vượt xa dự kiến. Nguyên lai, thực lực của Lôi chủ nhân đúng là mạnh như thế. Ta còn có tưởng rằng... Thái Sâm cười khổ, lúc trước hắn vô cùng lo lắng, lúc này đã hoàn toàn yên tâm. Khiến cho ngươi giật mình cũng không chỉ có Lôi đại nhân đâu, còn có Kiệt Tư đại sư nữa. Hắn rõ ràng ở Thánh Phỉ Thành mới vừa vạn tấn cấp tứ giai cấp thấp thiên linh sư, mà bây giờ lại... Cam Đạo Phù cũng lắc đầu cười khổ, liếc nhìn Thái Sâm. Lúc Vân Sâm đặc tộc trưởng cùng Ni Khắc Tùng nhị trưởng lão ra tay với Kiệt Sâm, hai người chuẩn bị ngăn cản, nào ngờ không nghĩ tới Kiệt Sâm thoáng cái bay vút lên thiên không. Lúc Ni Khắc Tùng bắt lấy Kiệt Sâm thì hai người đều tim đập thình thịch. Nào ngờ Kiệt Sâm chẳng những không bị bắt, ngược lại còn tiếp xếp đặt Ni Khắc Tùng nhị trưởng lão. Tràng diện mạo như vậy khiến hai người không khỏi thoát khỏi trận mồ hôi lạnh. Đại trưởng lão à, bây giờ chúng ta phải làm sao? Trên bầu trời, tam đại hoàng linh sư của bộ Lôi gia tộc tụ tập một chỗ. Nếu là bình thường, lực lượng này đủ để chấn oai hỗn loạn chi lĩnh, nhưng hiện giờ lại đang có chút chật vật. Làm sao bây giờ? Ta làm sao mà biết được? Đái Mũ Lạc vẫn nộ nhìn về phía Vân Sâm Đặc. Đây là do ngươi nói cấp thấp hoàng linh sư à? Thực lực so với ta là còn mạnh hơn. Vân Sâm Đặc vô cùng dầu dĩ. Vốn bọn hắn muốn lấy cớ lần trước đánh lén ban đêm để bắt cả Kiệt Tư cùng Lôi, chuyện sau sẽ nói. Điều khiến bọn hắn không ngờ là ba đầu ác lang tưởng có thể khi dễ một đầu cô lang là Lôi. Có ai nghĩ tới, vừa chạy tới thì đầu cô lang đã biến thành mãnh hổ, đánh bị thương Đái Mỗ Lặc, ngay cả Vân Sâm Đặc cùng với Ni Khắc Tùng cũng bị thương. Các hạ, bộ Lôi gia tộc chúng ta là điều tra tinh tường, hai vị cũng không phải hoàng linh sư ngày đó. Lúc trước có mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Vân Sâm Giặc ra vẻ điềm tĩnh, hiện giờ bọn hắn cũng chỉ có thể lùi về rồi mới nói. Dưới tình huống đại trưởng lão bị thương, dù ba người bọn họ có liên thủ, cũng chưa chắc có thể chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Trên thực tế, luận thực lực chân chính, Lôi Nặc cũng không mạnh hơn Đái Mỗ Lặc bao nhiêu. Dù sao Lôi Nặc mới tấn cấp trung cấp hoàng linh sư, mới mấy canh giờ, còn Đái Mỗ Lặc đã là trung cấp hoàng linh sư một thời gian ngắn rồi. Lôi Nặc sở dĩ mạnh hơn nhờ vào tái sinh dược tề cải tạo thân thể. Hơn nữa thuộc tính linh lực Lôi Nặc là kim hệ, Đái Mỗ Lặc là mộc hệ, vừa đúng lúc khắc chế. Lôi Nặc lại có năm đạo linh hoàn gia cường biên độ linh lực, nên vượt lực xa Đái Mỗ Lặc là đúng. Điều tra rõ ràng. Xin hãy tha lỗi. Lôi Nặc nhìn không được, cười to, ra vẻ khinh thường. Các người tới Khang Tư gia tộc của ta, tùy ý động thủ, hiện tại đánh lại không lại, lại chỉ nói một câu xin hãy tha lỗi là xong. Tốt, về sau ta sẽ thường xuyên tới bộ Lôi gia tộc các người sát nhân. Kính xin các người thứ lỗi. Đám linh sư bên dưới nghe Lôi Nặc nói vậy cũng cười phá lên. Tuy bọn họ không dám vọng động, nhưng vẫn hy vọng Kiệt Tư thủ thắng. Bội Lôi gia tộc cũng quá vô sỉ rồi, cái lời ngu như thế mà cũng có thể nói ra. Bọn họ mỉa mai, trong lòng càng thêm coi thường bội Lôi gia tộc. Đúng lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến từng tiếng gió rít. Đái Mỗ Lặc trưởng lão, Lôi huynh, hai người các người tại sao lại xung đột? Từng bóng người từ đằng xa bốn phương tám hướng nhanh chóng bay vút đến, tổng cộng có 10 người. Khí thế 10 người này đều cường đại. Trong đó có cả 8 người là thất giai cấp thấp hoàng linh sư, còn có một lão giả mặc áo bào trắng cùng một lão giả tóc đen mặc áo bào màu đất vàng, khí thế vượt lên trên tất cả, chắc là hai trung cấp hoàng linh sư trong Bối Lạp gia tộc cùng với Cư Lý gia tộc. 10 người này là toàn bộ cường giả cấp bậc hoàng linh sư của Bát Đại gia tộc, bao gồm cả tộc trưởng thất đại gia tộc mà Kiệt Sâm cùng Lôi Nặc hôm nay đã gặp qua ở trung tâm giao dịch. Mấy người này, dân chúng đang tụ tập sợ ngây cả người. Toàn bộ hoàng linh sư của hỗn loạn chi lĩnh tụ tập cùng một chỗ. Trước kia bọn họ từng nói chưa từng thấy qua.
ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Thần sắc của Lôi Nặc hơi ngưng trọng, với linh thức của ông đã sớm phát hiện ra lúc Đái Mỗ Lạc vừa mới đi vào là phủ đệ của mình, hét to trên không đã có rất nhiều ánh mắt trong hỗn loạn chi thành chú ý. Đợi sau khi chiến đấu một lúc thì những người này mới xuất hiện. Đây không phải là Đái Mỗ Lạc của bội Lôi gia tộc sao? Chuyện gì đã xảy ra? Lão hủ nhìn sắc mặt của người có vẻ là không được tốt. Gần đây tu luyện có trở ngại gì? Muốn lão hủ giúp người trị liệu không? Trong đám người, trung cấp Hoàng Linh Sư mặc trường bào màu trắng dường như đột nhiên phát hiện đại lục mới, lên tiếng kinh hô. Hắc Bá Đặc, người tránh đi cho ta! Đái Mỗ Lạc tái nhợt, mất mặt trước đối thủ cũ khiến lão cực kỳ phẫn nộ. Kiệt Tư đại sư à, Lôi tiền bối, ta giới thiệu với người. Khắc Lạp Lạp, tộc trưởng của bối Lạp gia tộc, dẫn theo lão giả mặc áo bào trắng đi tới trước mặt hai người Kiệt Sâm, tươi cười nói. Vị này chính là đại trưởng lão Hách Bá Đặc của bối Lạp gia tộc. Đại trưởng lão, vị này là người hôm nay đã phối chế ra hoàng cấp linh dược về, là Kiệt Tư đại sư. Bên cạnh là Lôi tiền bối. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Lão phù cũng có nghe chỗ nói sự tích của ngươi. Ta là bội phục, bội phục. Hách Bá Đặc cười bá. Kiệt sư đại sư, Lôi tiền bối. Lúc này, các tổng trực bát đại gia tộc cách đó không xa cũng nhao nhao tới chào hỏi. Dù bọn họ buổi chiều đã thua Kiệt Sâm không ít tài liệu, nhưng lúc này vẫn tươi cười, tựa hồ như chưa phát sinh chuyện gì. Thực sự là thực lực của Lôi Nặc hiện đã chấn kinh bọn họ. Nếu như nói Lôi Nặc chỉ là cấp thấp Hoàng Linh Sư, một kích vừa rồi đánh thương Đái Mỗ Lạc đã khiến trong lòng bọn họ lạnh toát. Hách Bá Đặc đại trưởng lão và chư vị, chuyện của người khác nói sau, để ta xử lý xong chuyện của bội Lôi gia tộc đã. Lôi Nhạc cười lạt. Bọn người Hách Bá Đặc sững sờ. À, Lôi tiền bối à, nghĩ đến bộ Lôi gia tộc cũng vì gia tộc của chính mình trước đó vài ngày lọt vào tập kích nên mới xảy ra chuyện. Đối phương đã xác định các hạ cũng không phải là người đêm đó, vậy chi cứ bằng bỏ qua. Trong đám người có người khuyên giải, chính là nam tử đen gầy Lai Nạp Tư của Nạp Nhĩ gia tộc đã ngăn cản Kiệt Sâm ở trung tâm giao dịch. Bỏ qua? Người tính toán kiểu gì? Cũng dám ở trước mặt ta nói chuyện. Lôi Nặc lạnh lùng như băng nhìn về phía đối phương, khinh thường. Bội Lôi gia tộc đối phó ta không sao. Lúc trước cũng dám động thủ với chủ tử Kiệt Sâm. Nếu ta không động thủ, sao ta ăn nói với chủ nhân đây? À, các hạ à. Cách đó không xa, bọn người Đái Mỗ Nặc vẫn chú ý đến Lôi Nặc. Nghe xong trầm giọng. Làm người nên biết điều. Bội Lôi gia tộc cũng không phải là loại người sợ phiền phức. Ba người chúng ta liên thủ, các hạ chỉ sợ cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình mà thôi. Đang khi nói chuyện, ba người Đái Mỗ Lạc xuất ra từng đạo linh lực cường hoành. Thật sao? Kiệt Sâm cười nhạt, tay phải nhoáng lên, hai bình linh dược tề đã xuất hiện trước mặt. Hai bình linh dược tề này đã từng xuất hiện tại trung tâm giao dịch. Ta chắc các vị đều biết công dụng của nó. Kiệt Sâm bình thản đem hai bình linh dược tề cho Lôi Nặc. Mọi người đều biến sắc. Hai bình linh dược tề này là trong số 21 bình linh dược tề, đều là lục giai thượng phẩm. Trong đó có một bình là bạo hoàng dược tề. Ý nghĩa của nó là làm chiến lực của một thất giai cấp thấp hoàng linh sư lập tức đề cao một nửa, lại khiến chiến lực của thất giai trung cấp hoàng linh sư lập tức đề cao hai tầng. Bình còn lại là lục giai thượng phẩm đỉnh phong dược tề, công hiệu cũng cực kỳ đơn giản, có thể làm cho một thất giai cấp thấp hoàng linh sư trở xuống sau khi phục dụng bảo toàn trạng thái đỉnh phong trong một canh giờ. Mặc dù công hiệu với thất giai trung cấp hoàng linh sư yếu hơn, nhưng sau khi phục dụng cũng có thể tăng gấp đôi số lần phóng xuất tuyệt kỹ tất sát. Có thể nói, chỉ cần Lôi Nặc phục dụng hai bình linh dược tề này thôi, thì bình diện lập tức sẽ bị phá vỡ. Chỉ cần nhìn uy lực của phá thiên trùy lúc trước, nếu Lôi Nặc phóng xuất thêm, thì đừng nói Văn Sâm Đặc cùng Ni Khắc Tùng, mà ngay cả Đái Mỗ Lạc cũng vẫn là bị lạc. Các hạ, chậm đã, chậm đã. Hai bình linh dược tề vừa xuất hiện, bọn người Đái Mỗ Lạc lập tức lo sợ, vội vàng lên tiếng.
chúng ta phải làm thế nào để đại sư Kiệt Tư bỏ qua? Bọn đái mẫu lạc chỉ biết cười thống khổ không thôi. Lúc trước còn có thể gượng giống như lần này thì thua triệt để mất. Hết chương 425, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh MC Annie. Chương 426, Cửu Đại Thế Lực. Đại Mỗ Lạc, ngươi còn rời lời gì để nói? Lôi Nặc lên tiếng. Đái Mỗ Nặc cười khổ. Cái này là sự tình hôm nay là bội Lôi gia tộc chúng ta sai. Chúng ta hướng hai vị xin lỗi. Đây có mấy tờ linh tạp đền bù tổn thất cho hai vị. Đái Mỗ Lặc vùng tay, năm tờ linh tạp có linh văn tình mỹ bay vút qua. Lôi Nặc đưa tay tiếp lấy. Đây là năm tờ linh tạp khống, cũng như khang tư gia tộc cấp cho Kiệt Sâm. Trị giá mỗi tờ là 1.000 vạn linh tệ, 5 tờ là 5.000 vạn. Đây cơ hồ là gần như một nửa tài sản của đế căn gia tộc tại Áo Lan Đa Vương Quốc, quả thực là không nhỏ. 5.000 vạn. Lôi Nặc cười lạnh thành hai tiếng, làm cho ba người Đái Mỗ Lặc kinh hãi. Đái Mỗ Lặc trưởng lão, nghe nói gia tộc các người còn một số tài liệu trần quý. Người... Đái Mỗ Lặc biến sắc, đáy mắt phát ra một tia giận dữ. Như thế nào? Khí thế trên người Lôi Nặc bành trướng, tràn đầy sát khí, sắc bén vô cùng. Không có việc gì, không có việc gì đâu. Lôi huynh đừng có kích động. Cảm nhận được khí thế tản mát ra trên người của Lôi Nặc, Đái Mỗ Lặc vội vàng nói. Được, gia tộc tại hạ còn có một số tài liệu. Kiệt Tư đại sư cùng với Lôi huynh không chê thì tại hạ ngay lập tức để cho người đến lấy. Lôi Nặc cười lạnh. Đái Mỗ Lặc đại trưởng lão nói là hiểu lầm, ta cũng không phải là người tính toán chi li, chuyện này thôi bỏ qua. Bất quá, Lôi Nặc tràn ngập sát khí quét qua toàn trường, ngoan độc nói, nếu là con người dám động đến chủ nhân của ta, vậy thì Lôi Nặc ta dù chết cũng phải diệt toàn bộ gia tộc hắn, một tên cũng sẽ không để lại. Tuy hôm nay đúng là ngày cửu nguyệt, ngày nóng nhất trong năm, nhưng những lời của Lôi Nặc khiến toàn trường lạnh ngắt. Với thực lực của Lôi Nặc vừa biểu hiện lúc trước, đừng nói là trong ngũ đại gia tộc, dù tam đại gia tộc có được trung cấp hoàng linh sư cũng không cách nào tiếp nổi lửa giận của ông. Dĩ nhiên rồi. Hách Bá Đạc cười to nói, với tạo nghệ linh dược học của Kiệt Tư đại sư cùng với thực lực của Lôi huynh đủ để gia nhập bát đại gia tộc. Ta sai. Từ hôm nay trở đi, hẳn là cửu đại gia tộc của Hỗn Loạn Chỉ Lĩnh. thì có nghĩa vụ cùng trách nhiệm giữ gìn phải không? Quản lý Hỗn Loạn Chỉ Lĩnh này, nếu là có người dám ngăn cản vô lễ với Kiệt Tư đại sư cùng với Lôi huynh thì coi như là khiêu khích cửu đại gia tộc chúng ta. Đừng nói đến Lôi huynh sẽ không tha đối phương, ngay cả Hắc Bá Đặc ta, ngay cả ta cũng sẽ tuyệt đối không dễ dàng tha thứ đâu. Không biết chư vị nghĩ thế nào? Đúng vậy đấy, Hỗn Loạn Chỉ Lĩnh có thể xuất hiện nhân vật như Kiệt Tư đại sư cùng với Lôi tiền bối là phúc khí. Lý Căn và Bắc Nguyên gia tộc chúng ta cũng giơ hai tay đồng ý mà. Lý Căn tỏ thái độ đầu tiên. Kiệt Tư đại sư, Lôi tiền bối, về sau kính xin chiếu cố Khải Kỳ gia tộc chúng ta nhiều hơn. Tộc trưởng Ni Cổ Lạp Tư tươi cười nói. Khố Lợi Kỳ gia tộc cũng đồng ý. Tộc trưởng Tạp Nhĩ Văn của Khố Lợi Kỳ gia tộc cũng phụ họa. Nếu là không ngăn cản được đối phương quật khởi, vậy nên tận lực làm tốt quan hệ. Các tộc trưởng của bát đại gia tộc cũng không phải là ngu ngốc, tự nhiên minh bạch hàm nghĩ ý, nghĩa danh xưng linh lượng lược đại sư của Kiệt Sâm và trung cấp hoàng linh sư của Lôi Nặc, nhào nhào lấy lòng. Dù là đại trưởng lão mặc áo bào màu vàng đất của Cư Lý gia tộc cũng tươi cười tiến lên chúc mừng, song bị ai nhĩ tộc trưởng của Cư Lý gia tộc thì đứng lặng một bên, không biết trong lòng suy nghĩ điều gì. Trên thực tế, nếu như danh xưng linh dược đại sư của Kiệt Sâm không quá mức hấp dẫn, thì nếu như trong Hỗn Loạn Chi Lĩnh xuất hiện cấp thấp hoàng linh sư,
bát đại gia tộc sẽ không tiêu diệt mà ra sức lôi kéo về tận doanh trung. Hỗn loạn chi lĩnh là địa vực đặc thù, nhiều gia tộc âm trầm trưởng quản là biện pháp tốt nhất. Nếu như những thành trì mà các gia tộc đỉnh cấp dựng lên thường xuyên tranh đấu, thì toàn bộ hỗn loạn chi lĩnh sẽ trở nên chia rẽ. Tất cả các gia tộc cắm rễ trong hỗn loạn chi lĩnh là để thu hoạch tài liệu trong vân vụ triều trạch, nên một hỗn loạn chi lĩnh hoàn toàn hỗn loạn sẽ không thể bằng bên ngoài hỗn loạn, nhưng bên trong có luật ngầm. Về ba phần người đái mỗ lạc thì đều cảm thấy đắng ngắt. Còn cho dù trong lòng bọn hắn tràn ngập oán hận với Kiệt Sâm cùng với Lôi Nặc, nhưng cũng không có cách nào, chỉ biết nghiến răng nuốt hận. Mấy vị, chúng ta cứ ngồi xuống rồi nói chuyện. Hách Bá Đạc đại tướng, trưởng lão, lên tiếng, tất cả mọi người gật đầu, hạ xuống biệt viện của phủ đệ Khang Tư gia tộc. Về phần ba người đái mỗ lạc dĩ nhiên không còn mặt mũi để lưu lại, lập tức bay vút về hướng của phủ đệ gia tộc. Đái mỗ lạc đại trưởng lão, đừng quên những tài liệu kia. Dưới đất, Lôi Nặc nói lớn, ba người đái mỗ lạc đang phi hành trên bầu trời lảo đảo, chật vật bay tiếp. Trên thực tế, nếu không có đám người Hách Bá Đạc xuất hiện, Lôi Nặc cũng gần như không ngại đánh chết ba người đái mỗ lạc, nhưng chuyện xảy ra sau này khiến ông thay đổi ý định. Thất đại gia tộc xuất hiện rõ ràng là muốn bảo vệ bộ Lôi gia tộc. Cho dù bát đại gia tộc có cạnh tranh, nhưng Kiệt Sâm cùng Lôi Nặc dù sao cũng vừa mới xuất hiện. Thậm chí lúc ba người đái mỗ lạc hò hét trên phủ đệ của Khang Tư gia tộc, bọn họ sớm đã cảnh giác, chỉ không xuất hiện từ đầu là để thăm dò thực lực của Lôi Nặc. Nếu là thực lực của Lôi Nặc cùng Kiệt Sâm là thấp, thì sau khi bộ Lôi gia tộc bắt được, những người này sẽ xuất hiện để chia một chén canh. Chỉ có điều, Lôi Nặc cường hãn vượt xa dự liệu của bọn họ, khiến bọn họ không thể như dự định. Dân chúng ở dưới vây xem, thấy bên trên đã cuống cả lên, thì phủ đệ gia tộc đều tản ra. Phủ đệ, trận chiến hôm nay đã khiến thành danh của bộ Lôi gia tộc hỗn loạn trì lĩnh một lần nữa hạ xuống, đồng thời mọi người cũng minh bạch. Từ nay về sau, hỗn loạn chi lĩnh này lại có thêm một thế lực đỉnh cấp. Chủ nhân! Thấy Kiệt Sâm cùng Lôi Nặc bình yên vô sự hạ xuống, Thái Sâm cùng Cam Đạo Phu đều vội vàng chạy ra đón chào, vui không nói nên lời. Hai người bọn họ đã nói cùng một chỗ với Kiệt Sâm cùng Lôi Nặc. Nếu như Lôi Nặc chiến bại bị bắt, thì kết cục của bọn họ chỉ có cái chết. Đám người Hách Bá Đạc sau khi vào biệt viện của Khang Tư gia tộc, được Thái Sâm dẫn vào đại sảnh của phủ đệ. Khang Tư gia tộc là đại hỗn loạn chi lĩnh, có thể coi là một gia tộc trung đẳng. Bởi vậy, phủ đệ mua tại hỗn loạn chi thành cũng tương đối nhỏ. Cả một đám người tiến vào khiến đại sảnh lập tức trở nên nhỏ hẹp. Phủ đệ đơn sơ, kính xin mấy vị đừng chú ý quá. Lôi Nặc cười nói. Lôi huynh à, tiền bối khách khí. Tất cả mọi người đều cười tươi trả lời. Mọi người cũng rất chú ý vị trí. Kiệt Sâm cùng Lôi Nặc dĩ nhiên ngồi ở chủ vị, còn Thái Sâm cùng Cam Đạo Phu chia ra ngồi hai vị trí làm khách trên cao. Ngồi ở trước nhất chính là Khắc Lạp Lạp tộc trưởng cùng Hắc Bá Đại tộc trưởng gia tộc của Bối Lạp gia tộc, cùng với Bì Ai Nhĩ tộc trưởng của Lạp Đức gia tộc, trưởng lão Cư Lý gia tộc. Thứ tự theo sau chính là Lý Can gia tộc của Bắc Nguyên gia tộc, Lạp Nhĩ Văn gia tộc, tộc trưởng của Khối Lợi Kỳ gia tộc, trong ngũ đại gia tộc. Rất nhanh, có thị nữ trong phủ đệ của Khang Tư gia tộc bưng trà đi lên. Hiển nhiên mấy thị nữ này đều đã nghe qua uy danh của mấy người Hách Bá Đạc, thần thái hơi kích động. Cũng may, bọn họ đều trải qua huấn luyện nghiêm khắc, nên cũng không luống cuống. Mọi người hàn huyên mấy câu, Hách Bá Đạc đại trưởng lão liền cười nói. Kiệt Tư đại sư à, Lôi huynh, thực lực của các người đã được chúng ta tán đồng. Vậy lát nữa sẽ có đại biểu của bát đại gia tộc trao đổi một số chuyện trưởng quản của hỗn loạn trì lĩnh. Hơn nữa, với tư cách là thế lực đỉnh cấp của hỗn loạn trì lĩnh, gia tộc của hai vị cũng nên mở chuyên khu tại trung tâm giao dịch. Kiệt Sâm cùng Lôi Nặc nhìn nhau, gật gật đầu. Tuy hai người bọn họ tới hỗn loạn trì lĩnh chỉ là vì tìm kiếm vân vụ linh quả, khôi phục cánh tay của Lôi Nặc, qua vài ngày nữa sẽ rời đi. Nhưng đối phương đã nói như vậy thì cũng nên để Khang Tư gia tộc kinh doanh tại hỗn loạn trì lĩnh, hàng năm có thể thu mua được số lượng lớn tài liệu trần quý. À đúng rồi, Kiệt Tư đại sư. Đến lúc đó Khang Tư gia tộc có linh dược tề gì bán ra thì phải nói với Bối Lạp gia tộc.
Ta tin tưởng bối làm gia tộc sẽ trả giá cao, nhất định sẽ không để cho hai vị thất vọng đâu. Khắc Lạp Lạp tộc trưởng cười nói với Kiệt Sâm. Kiệt Tư đại sư, nếu có linh dược tệ, kính xin chiếu cố Bắc Nguyên gia tộc chúng ta nhiều hơn. Lý Căn gia tộc nói. Khải Kỳ gia tộc chúng ta cũng ngưỡng mộ Kiệt Tư đại sư lắm. Nì Cổ Lạp Tư tộc trưởng cũng không cam lòng. Mỗi tộc trưởng đều cực kỳ khách khí, lôi kéo quan hệ với Kiệt Sâm, dường như là hảo hữu lâu năm. À đúng rồi, chư vị tộc trưởng. Đúng lúc này, Lôi Nặc đột nhiên lên tiếng, khiến mọi người nhìn cả vào. Ta nghe nói, sâu trong Vân Vũ Triều Trạch có một tòa tử vong mê cung. Chư vị tề tụ tại hỗn loạn chi thành, chắc chắn là vì nó. Không biết khi nào thì chuẩn bị xuất phát. Bọn người Hách Bá Đặc sững sờ, trong đại sảnh lập tức một hồi trầm mặc, không khí cực kỳ quỷ dị. Hắc Bá Đặc nở nụ cười, liếc sang là Tạp Đức đại trưởng lão, thấy người kia khẽ gật đầu. Hết chương 426, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh MC Annie, chương 427, xuất phát, tử vong mê cung. Không nghĩ tới, Lôi Huỳnh cũng biết chuyện tử vong mê cung đấy. Không có sai, bát đại gia tộc về tụ hỗn loạn chi thành là để thăm dò tử vong mê cung. 5 ngày sau, bát đại gia tộc chúng ta sẽ tề tụ ngoài Vân Vũ Triều Trạch để cùng tiến vào. Nếu Lôi Huỳnh có hứng thú, thì lúc đó cũng có thể đến. Hắc Bá Đặc tươi cười. Kỳ thực, Lôi Huỳnh dù không đề cập tới, thì chúng ta cũng nói với Kiệt Tư đại sư cùng với Lôi Huỳnh. Nhìn bộ dạng của Hắc Bá Đặc, Kiệt Sâm cùng Lôi Nặc thầm cười lạnh. Nếu không phải là Lôi Nặc nhắc tới, Hắc Bá Đặc nhắc tới mới là lạ. Trên thực tế, nếu không phải Kiệt Sâm có một tấm bản đồ tiến vào tử vong mê cung, thì không ai biết nó nằm ở đâu. Chỉ sợ Kiệt Sâm cùng Lôi Nặc sẽ tự tiến vào mà không đi cùng với bát đại gia tộc. Kế tiếp, bọn người Hắc Bá Đặc nói mấy câu khách sáo, rồi lần lượt cáo từ. Mọi người vừa rời đi không bao lâu, người của bộ Lôi gia tộc liền đem tài liệu tới. Những tài liệu này cũng không hiểu vì bộ Lôi gia tộc qua lần phối chế đã thua Kiệt Sâm tới 5 thành tài liệu, hơn nữa cũng không đem đến hết. Bất quá, hành động như vậy của bộ Lôi gia tộc không khác để cho Kiệt Sâm ngang nhiên tát thẳng vào mặt. Kiệt Sâm thu hồi lại mấy hồi tài liệu này, còn Lôi Nặc vỗ vai Cam Đạo Phu. Cứ yên tâm đi, có cơ hội ta sẽ thay người viết giết Mạn Thất Lý Đức. Về phần của bộ Lôi gia tộc thì... Trong mắt của Lôi Nặc bỗng dừng lên một luồng sát ý, rồi lập tức thu nội liễm. Không đợi Kiệt Sâm xử lý xong tất cả tài liệu, đã có người của bát đại gia tộc tới trao đổi chuyện trưởng quản hỗn loạn chi thành. Chuyện như vậy, dĩ nhiên Kiệt Sâm an bài cho Thái Sâm. Bản thân và phụ thân sẽ rời khỏi đây. Khang Tư gia tộc với tư cách thế lực bản thổ của hỗn loạn chi lĩnh phải tự bàn bạc. Hơn nữa, Kiệt Sâm cũng có ý để cho Khang Tư gia tộc phát triển tại hỗn loạn chi lĩnh. Đây chính là một đầu mối tài liệu màu mỡ. Điều duy nhất khiến Kiệt Sâm cảm thấy đau đầu là nếu mình và phụ thân rời đi, thì với thực lực của bản thân Khang Tư gia tộc căn bản không cách nào đứng chân ở hỗn loạn chi lĩnh. Bất quá, còn chưa tới bước này, hắn cũng chưa cần quan tâm. Nhận được mệnh lệnh của Kiệt Sâm, Thái Sâm sững sờ. Sau khi Kiệt Sâm nhắc lại, càng khiến hắn mừng rỡ không thôi. Khang Tư gia tộc giờ đây cùng với Cư Lý gia tộc và Bát Đại gia tộc ở cùng nhau trưởng quản toàn bộ hỗn loạn chi lĩnh, đã trở thành một trong cửu đại thế lực của hỗn loạn chi lĩnh. Chuyện như vậy, trước kia Thái Sâm ngay cả nằm mơ cũng không dám nghĩ đến, nhưng hôm nay lại là sự thật. Đây hết thảy là công việc của Kiệt Tư chủ nhân cùng với Lôi chủ nhân, Thái Sâm kích động đến nỗi khó có thể nói năng được bình thường. Cửu đại gia tộc không chỉ là một danh hào nho nhỏ, với tư cách là mấy đại gia tộc cao cấp nhất của hỗn loạn chỉ lĩnh, bọn họ trưởng quản quyền lợi ở đây. Cơ hồ 2/3 thế lực ở đây bị bát đại gia tộc khống chế, lợi nhuận hàng năm, cường đại kinh người. Bộ Lôi gia tộc tiện tay có thể xuất ra 5.000 vạn linh tệ. Thực lực lớn như thế, trước kia Khang Tư gia tộc chỉ có thể ngưỡng vọng, hôm nay lại có thể đứng ngang hàng. Trên đường đến trao đổi với đại biểu của bát đại gia tộc, Thái Sâm thầm thề,
nhất định vì hai vị chủ nhân kinh doanh thật tốt mới không có phụ kỳ vọng của hai vị chủ nhân này. Những ngày tiếp theo, cả phủ đệ của Khang Tư gia tộc vô cùng bận rộn. Từ chuyện phối chế linh dược tề mà dân chúng thắng cuộc hay trao đổi với bát đại gia tộc, hết thảy làm ầm cả phủ đệ. Dân chúng hỗn loạn tri thành ngày hôm sau cũng nhận được tin tức. Từ nay, bát đại gia tộc đã trở thành cửu đại gia tộc. Gia tộc mới này chính là Khang Tư gia tộc. Gia tộc này chính là Khang Tư gia tộc. Vào lúc tin tức của hỗn loạn tri thành truyền đến Thánh Phỉ Thành, Địch Á Tư đại trưởng lão cùng với Khang Tư gia tộc nhị thiếu gia lưu thủ ở đây đều kích động đến đầm đìa nước mắt. Toàn bộ Thánh Phỉ Thành lập tức lầm vào náo nhiệt. Bất quá, có người vui mừng, có người lại buồn. Vào lúc Khang Tư gia tộc vui vẻ, thì những thành trì và thế lực gần Thánh Phỉ Thành bắt đầu lo lắng Khang Tư gia tộc sẽ mở rộng thế lực trên địa bàn của bọn hắn. Một gia tộc có được linh dược đại sư cùng thất giai trùng cấp hoàng linh sư không phải là thứ những tiểu thế lực như bọn họ có thể chống lại được. Thời gian như nước trôi qua, 5 ngày thoáng cái đã đến. Trong 5 ngày, Kiệt Sâm Điều tiến hành phối chế linh dược tề do các linh sư giành chiến thắng, bận đến không ngóc nổi đầu lên. Trên thực tế, ngoại trừ 30 bình thiên linh dược tề của Bối Lạp gia tộc là linh dược tề đặc biệt, còn lại những linh cấp bậc, linh dược tề của dân chúng đổi lấy cũng không quá cao, có thể để cho Cam Đạo Phu phối chế. Bất quá, Kiệt Sâm cũng không làm như vậy, tự mình phối chế mỗi một lọ linh dược tề. Cam Đạo Phu chỉ đứng bên cạnh giúp đỡ mà thôi. Hơn nữa, Kiệt Sâm cũng không sử dụng kỹ thuật lưu linh dược tề như linh dược sư bình thường, mà hoàn toàn dùng những linh thức cùng linh lực tiến vào phối chế. Về phương diện phối chế cùng linh thức cùng linh lực của mình, lý luận tri thức cùng lĩnh ngộ của Kiệt Sâm vượt xa Cam Đạo Phu, nhưng cũng có khâu không thể so với ngũ giai cấp thấp linh dược tông sư như Cam Đạo Phu đã mấy chục năm nghiên cứu phối chế linh dược tề được. Nhưng trong năm nay, dù chỉ là phối chế linh dược tề cấp thấp nhất, đơn giản nhất lại khiến cho Cam Đạo Phu chấn động sâu sắc, thậm chí còn hơn cả lúc Kiệt Sâm chế biến ra hoàng cấp dược tề tái sinh dược tề. Kiệt Sâm trong quá trình phối chế dù đã là một bình thất giai linh dược tề, nhưng bình thường tất cả đều cẩn thận tỉ mỉ, cực kỳ nghiêm cẩn, gắng đạt tới kết quả hoàn mỹ thập thành, không hề có chuyện qua loa. Đối với Kiệt Sâm mà nói, bất luận một lọ linh dược tề như thế nào, vô luận cấp bậc là cao hay là thấp, công hiệu là mạnh hay là yếu, đều như con cái của hắn. Mỗi một bình đều hàm chứa tình cảm của hắn, dường như là một sinh mạng mới. Một linh dược sư chính phối chế dược tề cũng không phải là vì phối chế thành công, càng quan trọng hơn là hưởng thụ quá trình này. Bất luận một bình linh dược tề xuất thế như một sinh mạng ra đời, người thân phận cao cấp cũng có, nhưng sinh mạng không thể phân, linh dược tề cũng là như vậy. Chỉ có chính thức lĩnh ngộ điểm này, linh dược sư cuối cùng mới có thể trưởng thành là một linh dược đại sư. Tự như A Cơ Mễ Đức, dù phối chế cường lực dược tề đơn giản nhất cũng cố gắng cao nhất, truyền chú hết tinh thần. Chính vì có thái độ này, cảm ngộ này, 6 năm như một ngày kiên trì tích lũy mới khiến cho hắn cuối cùng đạt đến cảnh giới cửu giai linh dược thánh sư. Nhưng linh dược thánh sư cười nhạo hắn chỉ biết phối chế lưu tinh dược tề, không đáng lọt vào mắt. Dù cấp bậc có cao đến mấy, nhưng ngược lại không lọt vào mắt. Trong thời điểm Kiệt Sâm điên cuồng phối chế, Lôi Nặc lại điên cuồng tu luyện, tái sinh dược tề sau khi khiến ông thoát thai hoán cốt thì tốc độ tu luyện đã đẩy lên cực nhanh. Vô luận là cảm ngộ linh nguyên tố trong thiên địa hay là đem linh nguyên tố chuyển hóa làm linh lực hấp thu vào cơ thể, tốc độ của Lôi Nặc đều đề cao 10 phần, đặc biệt là lúc linh lực vận chuyển trong cơ thể cảm nhận được như cá gặp nước. Với thân thể trước kia, vào lúc vận chuyển linh lực hoặc thi triển một số linh kỹ, Lôi Nặc không thể khống chế linh lực cùng tốc độ vận chuyển để tránh linh lực vận hành trong cơ thể quá lớn, làm cho kinh mạch bị tổn thương. Nhưng hiện giờ dù ông vận chuyển điên cuồng như thế nào thì thất giai linh lực không hề ảnh hưởng tới kinh mạch. Vô luận là cường độ, độ lớn của kinh mạch đều vượt xa tưởng tượng của Lôi Nặc. Kết quả khiến cho Lôi Nặc không khỏi chần chừ. Lôi Nặc không biết là thất giai linh dược tề có thể mang đến thiên địa dị tượng, là coi như đã đoạt thiên địa bảo toàn của tạo hóa, công hiệu dĩ nhiên không tầm thường. Buổi sáng ngày thứ 5, Kiệt Sâm cùng Lôi Nặc thức dậy từ sớm, cáo biệt Cam Đạo Phu cùng Thái Sâm rồi đi về cửa nam của hỗn loạn tri thành. Cam Đạo Phu cùng Thái Sâm cũng muốn đi về tử vong mê cung, nhưng thực lực của hai người thực sự là quá yếu. Dù có địa đồ, nhưng bên trong của tử vong mê cung vẫn nguy hiểm trùng trùng điệp điệp.
nên trên đường thường xuyên đi qua Vân Vũ Triều Trạch cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Với thực lực của hai người, nếu như không thể giúp được gì, chỉ lại trở nên thành gánh nặng, lại khiến cho Lôi Nặc phân tâm, chỉ bằng lưu thủ tại Hỗn Loạn Chi Thành cho nhanh. Rất nhanh, Kiệt Sâm cùng với Lôi Nặc đã đi tới cửa Nam. Lúc này, mọi người của Bát Đại Gia Tộc đã đứng chờ ở cửa Nam. Người của Bộ Lôi Gia Tộc chính là Đại trưởng Lão Măng, Mỗ Lặc cùng Ni Khắc Tùng, Tộc trưởng Văn Sâm Đặc cũng chưa đến. Cư Lý Gia Tộc lại là Đại trưởng Lão La Nạp Đức cùng với Bì Ai Nhĩ Tộc trưởng. Bối Lạp Gia Tộc là Đại trưởng Lão Hách Bá Đặc cùng với Khắc Lạp Lạp Tộc trưởng. Về phần Ngũ Đại Gia Tộc khác đều là Tộc trưởng, tổng cộng hơn 11 người, không có một người nào dưới Hoàng Linh Sư. Lôi Huỳnh, bây giờ mới đến à? Hắc Bá Đặc vừa nhìn thấy Lôi Nặc xuất hiện liền tươi cười, sau khi nhìn thấy Kiệt Sâm bên cạnh thì sững người. Kiệt Tư Đại Sư à? Người... Hết chương 427, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh MC Annie. Chương 428, Ưng Nhãn Sư Thứ. Trong Vân Vũ Triều Trạch, linh thú hoành hành, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Đích đến của bọn họ lần này là tử vong mê cung, càng như là luyện ngục. Mấy ngàn năm qua, bên trong Hỗn Loạn Chi Lĩnh từng có vô số cường giả vẫn lạc ở đó, cực độ nguy hiểm. Bởi vậy khi bọn họ thấy Kiệt Sâm cũng đi theo Lôi Nặc thì đều giật mình. Như thế nào? Hách Bá Đặc, Đại trưởng lão thấy ta thì giật mình sao? Kiệt Sâm cười nhạt. Hách Bá Đặc ngừng động. Kiệt Tư Đại Sư à, tử vong mê cung nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Nếu có thể thì ta nguyên khuyên người, tốt nhất đừng có nên đi. Hách Bá Đặc hảo tâm mở miệng nhắc nhở. Đa tạ Hắc Bá Đặc đại trưởng lão quan tâm. Bất quá tại hạ cũng rất hiếu kỳ tử vong mê cung này. Kính xin Hắc Bá Đặc đại trưởng lão cứ yên tâm, nếu mà gặp nguy hiểm tại hạ đều có thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Kiệt Sâm cười mỉm nhìn Ni Khắc Tùng bên cạnh nói, tuy rằng thực lực của tại hạ yếu nhưng sẽ không kéo mọi người lại bao nhiêu. Vài ngày trước, Ni Khắc Tùng từng bị gài bẫy khi đuổi bắt Kiệt Sâm ở phủ đệ của Khang Tư gia tộc. Tất cả mọi người đều chứng kiến. Trên mặt của Ni Khắc Tùng bỗng dưng hiện lên một đạo sát khí, sắc mặt hơi đỏ ửng lên. Hắc Bá Đặc thở dài một hơi nói, Kiệt Tư Đại Sư à, đã có lòng tiến vào, vậy thì cũng không có nói nhiều. Từ đây tới Vân Vũ Triều Trạch còn mấy trăm dặm, chúng ta bây giờ phải lên đường thôi. Đang khi nói chuyện, Hắc Bá Đặc dẫn đầu bay lên, mấy người khác lặp lặp, Đái Mỗ Lặc tiếp theo sau. Cũng may Kiệt Sâm có được phi hành linh kỹ, nếu không thì thật đúng không biết làm như thế nào mới đuổi cho kịp, chỉ e phải chờ phụ thân mang theo. Điều khiến Kiệt Sâm nghi hoặc chính là phản đồi Mạnh Thất Lý Đức không có mặt. Nói như vậy, cho dù là mấy người của Bộ Lôi gia tộc cũng có địa đồ như Kiệt Sâm, nhưng chắc chắn sẽ đem theo Mạn Phất Lý Đức cùng tiến vào tử vong mê cung. Dù sao đối phương đã từng tiến vào bên trong của thần cung, địa đồ cũng không thể sánh với người đã từng vào. Mọi người phi hành rất nhanh, trên đường đi không hề ngừng nghỉ, chỉ qua mấy thời trần thì đã thấy một khu rừng rậm rạp hiện ra trong tầm mắt. Trên Tư Đặc Ân Đại Lục, đầm lầy thường chỉ có một số bụi cây sinh trưởng, nhưng Vân Vũ Triều Trạch lại là một vùng rừng rậm hóa ra là thành đầm lầy, giống như một cánh rừng nguyên sinh hùng vĩ. Xa xa nhìn lại, toàn bộ trong tầm mắt đều bị đại thụ che trời chắn kín. Những cây đại thụ này tối thiểu cũng có mấy trăm năm lịch sử, càng đi vào trong càng lớn. Vào trong chỗ sâu nhất không thiếu cây đã sinh trưởng mấy vạn năm, thậm chí có một số cây cổ thụ che trời từ thời thượng cổ. Hơn nữa, vì Vân Vũ Triều Trạch ẩm ướt, quanh năm tràn ngập sương mù nên tầm mắt bị hạn chế, ảnh hưởng đến linh thức quan trắc của linh sư, bởi vậy lại cực kỳ nguy hiểm. Từ trên không trung nhìn lại, bên biên giới Vân Vũ Triều Trạch là một số thị trấn nhỏ. Kiệt Sâm lớn lên ở Khoa Đa Trấn nên biết những thị trấn này đều do mạo hiểm giả lập lên. Mọi người à, cứ đi theo ta. Trên bầu trời, Đái Mỗ Lặc đại trưởng lão lạnh lùng lên tiếng, bay vút về hướng một thị trấn nhỏ.
Bên ngoài thị trấn nhỏ đó, lúc này có một đám linh sư đang đứng. Thấy bọn người Đái Mỗ Lạc xuất hiện liền vội vàng tỏ vẻ cung kính. Trên bầu trời, chỉ có Đái Mỗ Lạc cùng với Ni Khắc Tùng hạ xuống. Đại trưởng lão! Đầu lĩnh trong đó có một người trung niên chừng 40 tuổi, con mắt thỉnh thoảng lưu chuyển, lộ ra cực kỳ khôn khéo. Thấy Đái Mỗ Lạc liền vội vàng cung kính lên tiếng. Đái Mỗ Lạc khoát tay chặn lại. Không cần phải nhiều lời, đừng có lãng phí thời gian. Ni Khắc Tùng, người mang theo Mạn Phất Lý Đức, chúng ta đi. Ni Khắc Tùng cầm tay người trung niên kia rồi lại cùng Đái Mỗ Lạc lướt trên thiên không. Trên bầu trời, ánh mắt của Kiệt Sâm lóe lên, im lặng liếc phụ thân bên cạnh. Khi đến đây, bọn họ còn kỳ quái vì không thấy Mạn Phất Lý Đức, nguyên lai đã sớm chờ ngoài vân vụ triều trạch. Tất cả mọi người đã đến đông đủ, vậy thì đừng có lãng phí thời gian. Mọi người trực tiếp tiến vào vân vụ triều trạch để tìm Tử Vong Mê Cung, sau đó lại tầm báo. Trên bầu trời, Đái Mỗ Lạc nhìn mọi người chung quanh. Đừng có nóng nảy, không cần phải nóng như thế đâu. Hắc Bá Đạt cười nói. Trước khi xuất phát, vẫn phải nói cho rõ ràng. Chuyện đầu tiên là khi tiến vào vân vụ triều trạch, chỉ có thứ hơn ngàn dặm lữ trình. Nhưng nếu gặp linh thú gì, mọi người tuyệt đối không thể lâm trận bỏ chạy. Dĩ nhiên. Đái Mỗ Lạc đáp ngay, những người khác cũng gật đầu. Hắc Bá Đạt tiếp tục nói. Chuyện thứ hai là bảo bối trong Tử Vong Mê Cung. Mọi người ở đây trừ Mạn Phất Lý Đức còn đều chưa tiến vào trong thần cung. Tin tức là thật hay là giả còn chưa hẳn là rõ ràng. Vẫn phải đợi thêm mọi người tiến vào thần cung rồi mới nói sau. Bất quá... Sắc mặt Hắc Bá Đạc lạnh lẽo. Nếu dọc theo đường này mà gặp phải nguy hiểm gì, có người gia công không xuất lực, thì cũng đừng có trách Hắc Bá Đạc ta thiết diện vô tình. Những người khác không phản đối, có bao nhiêu thực lực thì ra bấy nhiêu thực lực, đạt được bao nhiêu lợi ích vốn là chuyện kinh thiên đại nghĩa. Hơn nữa, khi lấy được bảo bối thì mọi người đều chung thuyền, dĩ nhiên phải đồng tâm hiệp lực. Rất tốt, vậy thì chúng ta xuất phát. Hắc Bá Đạc hài lòng, sau đó dẫn đầu bay vào vân vụ triều trạch, mọi người lần lượt theo sát. Hắc Bá Đạc cũng không giải thích cho Lôi Nặc chuyện về bảo tàng thần cung. Chuyện này đối với dân chúng bình thường là bí mật, nhưng 8 năm trước từng gây xôn xao hỗn loạn chi thành. Trong mỗi đại gia tộc đều có chỗ truyền lưu. Kiệt Sâm cùng Lôi Nặc đã chủ động đưa ra chuyện Tử Vong Mê Cung, chắc là cũng đã biết chuyện. Trên thực tế, hỗn loạn chi lĩnh từng biến thành thăm dò mê cung này mấy ngàn năm, nhưng chưa hề thành công. Bởi vậy cứ cách 8 năm, bát đại gia tộc đều phái người đến thăm dò, nhưng chỉ là đệ tử ngũ, lục giai hoặc là trụ cột của gia tộc như Hách Bá Đặc lại chưa từng đến. Dù sao, nếu có ai trong số bọn họ vẫn lạc trong Tử Vong Mê Cung, gia tộc không có thất giai hoàng linh sư tọa chấn bị loại ra khỏi thế lực hạch tâm của hỗn loạn chi lĩnh thì là cái giá cực kỳ lớn, thực sự là trả không nổi. Nhưng lúc này, các tộc trưởng của những gia tộc này đều tụ tập. Trên bầu trời, 14 người nhanh chóng lướt vào vân vụ triều trạch, trực tiếp bay rất nhanh sâu vào bên trong. Trên đường đi, mọi người tuy không lên tiếng, nhưng những linh thú cấp thấp cảm nhận được uy áp vô thiên của địa chất thất giai hoàng linh sư, phủ vục trên run rẩy mặt đất, không dám cử động. Đang phi hành, Lôi Nhạc chợt nhiên cứu mày. Trong cánh rừng phía trước, có một tiểu đội chừng 10 người mạo hiểm đang bị một ngũ giai linh thú lòng nhà liệt hổ tập kích. Trong tiểu đội mạnh nhất là một ngũ giai cao cấp tông linh sư, còn lại đều là tứ giai hoặc là tam giai linh sư, không ít người đã bị trọng thương, sinh mạng nguy cấp. Cảm nhận được uy áp siêu cường đang xẹt qua rất nhanh trên bầu trời, toàn bộ tiểu đội mạo hiểm giả đều kinh hãi, lòng nhà liệt hổ là bị bi ô một tiếng, ngồi quỳ trên mặt đất. Bọn người Hách Bá Đạc cao tốc xẹt qua, nhưng không ai quay đầu lại. Kiệt Sâm quay đầu nhìn về phía phụ thân. Một đạo kiếm quang kim sắc đột nhiên từ tay Lôi Nặc bắn ra. Ngũ giai lòng nhà liệt hổ sớm đã bị uy áp của hơn 10 người thất giai hoàng linh sư dọa đến không cách nào nhúc nhích, trực tiếp bị kiếm quang chém thành hai mảnh, chỉ để lại tiểu đội mạo hiểm giả đang kinh hãi. Lôi huynh, tâm của người cũng quá là mềm. Hách Bá Đặc quay đầu nhìn Lôi Nặc, cười nói.
Một máu đám bảo hiểm giả nhỏ nhỏ lại dám xâm nhập vào Vân Vũ Triều Trạch, chết dưới chảo của Long Nha Liệt Hổ là cũng đáng đời chúng. Đái Mỗ Lặc hừ lạnh. Lôi Nặc cười cười, không lên tiếng. Mọi người càng tiến vào, mây mù càng cổ quái, không có đơn giản là ẩm ướt mà chứa hương vị nhàn nhạt hương vị cùng khói độc. Đại đa số mọi người là thất giai hoàng linh sư, Mạn Phất Lý Đức cũng là lục giai cấp thấp tôn linh sư. Về phần của Kiệt Sâm, tự nhiên không sợ những chất độc này nên không quá mức lo lắng. Bất quá tốc độ phi hành của mọi người cũng dần giảm xuống, khí thế cũng dần thu liễm lại. Hiện giờ mọi người đã xâm nhập vào Vân Vũ Triều Trạch mấy trăm dặm. Ở chỗ này thỉnh thoảng sẽ có một ít lục giai linh thú qua lại, mọi người đã bắt đầu phải cẩn thận. Vân Vũ Triều Trạch được xưng là đại lục thất đại hiểm của một trong, không ai muốn chưa được vào thần cung đã chết bởi linh thú. Xâm nhập tiếp hơn trăm dặm, đột nhiên phía trước xuất hiện một mảng lớn sương mù màu hồng. Những sương mù như ảo như ảnh trong mơ, khi hiện, khi hận, khi tan vỡ, khi cực kỳ quỷ dị. Các vị! Hách Bá Đặc mặt nghiêm túc, nhìn chung quanh nói. Trước mắt là chỗ nguy hiểm nhất của Vân Vũ Triều Trạch, cách tử vong mê cung cũng không có xa. Mọi người cứ coi chừng sương mù hồng phấn này có kịch độc, hít vào nhiều quá sẽ trở nên nguy hiểm cho tính mạng. Kinh khủng nhất là ở đây có linh thú cường đại ẩn nấp. Ta đã nhắc lại, nếu gặp linh thú, đừng dốc sức liều mạng chạy trốn. Hách Bá Đặc vừa mới nói xong, trong rừng rậm đột nhiên vang lên tiếng vô số linh thú gầm rú. Mọi người biến sắc, vội vàng nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện mấy chục bóng đen khổng lồ đang hướng về phía mọi người phi tốc lướt đến. Hả, không hay rồi, là lục giai linh thú ưng nhãn sư thứ. Hách Bá Đặc lo lắng. Hết chương 428, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.